Xin chào tất cả các bạn, mình là Thái Dương, mình đến từ đội của chị Thu Phương. Và lý do mình chọn vào đội của chị Thu Phương là vì chị ấy là người bấm quay lại với mình, là người đầu tiên bấm quay lại với mình. Và mình tin là mình có duyên với những người mà chọn mình đầu tiên. Và mình hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho tất cả thí sinh The Voice mùa năm nay.